trong nông nghiệp sinh thái của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Chuyện lạ khi nông dân miền Tây trồng hoa lan trên sa mạc. Trồng hoa sen lấy củ thu hàng trăm triệu đồng một hecta, tất cả là nhờ có bí quyết. Nhiều cơ hội rộng mở nhờ phát triển mô hình đại điền trong sản xuất nông nghiệp. Hoa lan được rất nhiều người yêu thích bởi vẻ đẹp tự nhiên, hình thức đa dạng và ý nghĩa loài hoa này là biểu tượng của sự may mắn, thành công, giàu sang. Chính vì vậy, từ bao đời nay, lan luôn là loại cây cảnh dù không gây sốt nhưng vẫn được nhiều người ưa chuộng và mang đến giá trị kinh tế ổn định. Tuy nhiên, ít ai nghĩ rằng trồng loài hoa kiêu sa này thì phải có đất nước độ ẩm khắc khe. Chứ chuyện đưa lan bén rễ trên sa mạc như thế này thì đúng là lạ. Xong, nhà vườn ở tỉnh Đồng Tháp lại thành công. Cũng từng thua lỗ nặng khi trồng lan theo phương pháp sử dụng giá thể giỏ đầu phộng. Xong, qua tìm tòi học hỏi, ông Nguyễn Văn Tiếp ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp chinh phục thành công loại cây khó tính này. Thoạt nhìn khu vườn này, ai cũng cho rằng lan ở đây trồng ít nhất 2-3 năm. Thế nhưng thực tế chúng chỉ mới được canh tác cách đây 6 tháng. Tận dụng 400 mét vuông đất sau nhà, ông Tiếp cải tạo đất và sử dụng giá thể là cát trên bề mặt phủ bạt nông nghiệp. Phía trên chàng được lợp lưới lỗ nhuyễn, một ly, vừa lượt gió và phân tán được nước mưa cũng như ánh sáng giúp lan sinh trưởng tốt. Ông Tiếp cho biết thêm, đây là phương pháp trồng mới nhất và phổ biến tại Thái Lan, giúp tận dụng được hai không gian, gian trên trồng lan chậu và bên dưới trồng lan đất. Loại lan mà ông canh tác là Mokara và Venda, được giới chơi cây kiển rất ưa chuộng. Nó được có một cái là cái khí hậu miền Tây Nam Bộ mình là cái độ ẩm rất cao. Vào mùa mưa rồi lũ, rồi ngập úng, mà mình trồng theo cái phương pháp miền Đông là thua là cái chắc. Cái lan là nó thích khô ráo, nó thích nóng ẩm, nóng khô. Mà mình trồng kiểu đó mình ấp ủ nhiều cái giá thể, nhất là cái vỏ đậu phộng. Thành ra vào mùa mưa đó, nó dư nước. Nó làm cho cái vỏ đậu phộng nó lên cái nhiễm khuẩn, nó ăn vô cái cây lan. Đối với trồng lan đất, khi cây cao khoảng 7 tấc, ông cắt ngang rồi chiết ra chậu để bán cho khách với giá 200.000 đồng. Hiện vườn lan được ông Tiếp xử lý bông để kịp phục vụ Tết. Ước tính cung cấp ra thị trường khoảng 1.500 nhánh lan, đem về thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Do đó là tôi thấy cái phương pháp này thì nhân rộng được cho đồng bằng sông Cửu Long mình, để giúp cho bà con có được cái thu nhập gia đình cho nó có hiệu quả. Nhẹ công chăm sóc, ít sâu bệnh, lại mang hiệu quả kinh tế cao. Đó là những gì mà nhà vườn này nói về mô hình trồng lan trên sa mạc của mình. Ông Tiếp hy vọng phương pháp mới sớm được nhân rộng để các nông dân trong và ngoài tỉnh phát triển, góp phần nâng cao thu nhập, nuôi khát vọng làm giàu. Cũng là câu chuyện làm giàu từ những loài hoa, nhưng là từ loài hoa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Trước giờ nhiều người nghĩ sen chỉ có giá trị nhất là phần hoa hoặc ngó, chứ kỳ thực loài hoa này gần như bộ phận nào cũng đầy giá trị. Vâng, và câu chuyện làm giàu của hợp tác xã ở tỉnh Bắc Giang cũng vậy. Thâm canh hơn chục hecta, nhờ nông dân khai thác tối đa hiệu quả kinh tế từ loại cây trồng này. Từ hoa, thân, gương sen cho đến cả củ sen, tất cả đều mang về thành quả ngọt ngào. Hợp tác xã Bảo Ngọc ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang thâm canh gần 11 hecta sen lấy củ với hai giống sen hương và sen ngọt. Nhờ thời tiết thuận lợi, thâm canh đúng kỹ thuật nên năng suất sen hương đạt khoảng 12 tấn mỗi hecta với giá bán từ 25 đến 30 ngàn đồng một ký. Trừ hết chi phí, nông dân này còn lời gần 140 triệu đồng. Củ sen chủ yếu dùng để chế biến thành các món ăn, ngoài ra còn dùng trong công nghệ thực phẩm và làm thuốc đông y. Đại diện hợp tác xã Bảo Ngọc cho biết, sen dễ trồng, ít bị sâu bệnh, chỉ cần làm đất kỹ, bón phân chuồng là chính, hầu như không phải dùng thuốc bảo vệ thực vật để chăm sóc. Ngoài ra, nông dân còn trồng sen để sản xuất trà củ sen và trà lá sen. Từ đây giúp khai thác tối đa hiệu quả kinh tế từ loại cây trồng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thưa bà con, trồng hương là loài động vật hoang dã, được sử dụng như một loại dược liệu quý hiếm. Chúng còn được biết đến là món đặc sản thơm ngon, giàu tận nhà hàng. Vậy nên nhiều nông dân phát triển và làm giàu từ mô hình này.
Như câu chuyện của nông dân ở thành phố Cần Thơ chọn trồng hương để nuôi nhưng theo một cách rất lạ. Quý khán giả và bà con có nghe thấy tiếng nhạc dân dản đâu đây hay không ạ? Vâng, và đây chính là bí quyết để nông dân này thành công với mô hình nuôi chồn độc đáo. Thăm trang trại nuôi chồn hương của ông Phạm Văn Tuấn ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, tất cả đều bất ngờ vì hàng trăm con nằm im trong chuồng, vừa ngủ vừa nghe nhạc trữ tình, nhạc thiền. Lý giải về độc chiêu này, ông Tuấn cho biết trại nuôi nằm ven đường lộ, nhiều xe cộ qua lại gây tiếng ồn, dễ làm cho chồn hoảng sợ. Từ đó ông nghĩ ra cách cho chồn nghe nhạc. Nông dân này cũng cho biết chồn là loài ăn đêm, ngủ ngày nên cần không gian yên tĩnh để ngủ. Nhạc trữ tình giúp chúng ngủ sâu, quên tiếng ồn, tạp âm lộn xộn ngoài đường. Còn nhạc thiền giúp chồn tĩnh tâm, giảm bớt tính quan giả, hung dữ. Ông xây dựng trại trên diện tích 300 m², chia làm 4 khu nuôi dành cho chồn sinh sản, chồn hậu bị và chồn con, với hệ thống lồng nuôi hiện đại, quay lưới sắt, hệ thống dẫn nước uống trực tiếp đến từng chuồng, chất thải được xịt rửa mỗi ngày và dẫn trực tiếp xuống hầm bioga để giảm tối đa mùi hôi thối. Mỗi năm ông Tuấn xuất bán hàng trăm con chồn giống với giá 10 triệu đồng một cặp, mang về thu nhập hơn 1 tỷ đồng. Thưa bà con, hiện ngành nông nghiệp nước ta đang định hướng phát triển theo hướng hiện đại, đa giá trị, sinh thái, minh bạch. Do vậy, việc tổ chức lại sản xuất theo quy mô lớn là yếu tố phù hợp để định hướng này đi vào cuộc sống. Và ở đó, mô hình đại điền được xem là lời giải. Như quý khán giả và bà con có thể nhìn thấy, đó là những cánh đồng không dấu chân người, mênh mông bạt ngàn, nơi mà khoa học kỹ thuật sẽ là yếu tố quyết định trồng lời của bà con. Các chuyên gia cho rằng thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền sẽ mở ra một hướng đi mới, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong sản xuất lúa hiện nay là manh mún, khó tổ chức sản xuất, ứng dụng cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đồng thời, đây cũng là cơ hội thúc đẩy việc hình thành các hợp tác xã kiểu mới, cùng nhau làm kinh tế nông nghiệp. Như tại Thái Bình, từ năm 2015 đến 2020, thông qua chính sách hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp tạo chuyển biến tích cực, đến nay toàn tỉnh hiện có 1.700 hộ có diện tích đất nông nghiệp từ 2 hectare trở lên, trong đó có những hộ có diện tích lớn nhất gần 70 hectare. Ngành nông nghiệp cũng hình thành hội đại điền với gần 200 thành viên tham gia, qua đó hình thành các hợp tác xã với diện tích sản xuất lớn. Thực tế là cho đến những năm gần đây, tại Thái Bình vẫn xuất hiện hiện tượng nông dân bỏ ruộng không canh tác. Trong bối cảnh đó, một số doanh nghiệp mạnh dạn phát triển quy mô lớn, mượn lại ruộng của bà con để tiến hành canh tác. Gom đất thành đại điền được xem là mô hình có thể giúp dịch chuyển nền nông nghiệp nhỏ lẻ và manh mún sang kinh tế hàng hóa. Từ tên gọi có tính biểu tượng quê hương năm tấn thổ nào, giờ đây Thái Bình vẫn là nơi có thế mạnh nông nghiệp. Trong đó, lúa là nông sản trọng tâm với năng suất hàng năm khoảng 13 tấn mỗi hecta, tức gấp gần 3 lần so với trước. Những số liệu cho thấy cơ hội trồng mỡ, tất cả là nhờ phát triển mô hình đại điền. Sản xuất lúa là hoạt động tạo ra khí nhà kính lớn nhất trong sản xuất nông nghiệp. Do đó, việc ứng dụng các giải pháp canh tác tiên tiến như SRI, IPM sẽ giúp giải quyết cùng lúc nhiều vấn đề như giảm chi phí sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng, tiến tới xây dựng được thương hiệu. Chia sẻ về ứng dụng biện pháp canh tác lúa cải tiến, lãnh đạo Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Bắc cho biết, các kết quả thực nghiệm cho thấy nếu áp dụng đầy đủ các nguyên tắc sẽ có phần giảm từ 40 đến 50% lượng giống so với tập quán, giảm 2 lần phun thuốc bảo vệ thực vật mỗi vụ. Đổi lại, năng suất tăng từ 7 đến 15%, lợi nhuận tăng từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi hecta. Nội dung vừa rồi khép lại bản tin nông nghiệp sinh thái của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.